Xin chào tất cả anh em. Thì ngày hôm nay em có bóc hộp một con ọc xì 231 màu đen và gửi đến cho một bác khách hàng của bên em. Thì với con ọc này ngày hôm nay em có bóc ra và test gửi cho một anh, đó là anh Phúc, anh ở xã Nghĩa Dân, Kim Động, Hưng Yên. Thì con ọc xì 231 màu đen này thì giá hiện tại đang là 1.400.000 đồng. Đó. Thì khi anh mua thì anh kết nối xuống súng vang thì em sẽ tặng anh là ca lông anh em nhé, cặp giác ca lông để về cho anh kết nối đó. Còn bây giờ thì sẽ bóc hộp đó. Khi anh em mua thì như em cũng đã nói, hàng tất cả là hàng bóc hộp và gửi đến cho tất cả anh em đó. Ở đây thì khi anh em mở ra thì chúng ta có thể thấy ở đây nó đều có sách hướng dẫn sử dụng đầy đủ cho anh em, đúng không ạ, của DBX, một trong những cái mẫu lọc phải nói là bán rất là chạy trên thị trường hiện nay. Và nó có một cái dây điện hai chấu anh em nhé, một cái dây nguồn hai chấu này. Màu đen. Em thấy đẹp ạ. À. Đầu tiên thì chúng ta nhìn vào đây thì anh em có thể thấy con này nó có rất là nhiều các cần để anh em chỉnh nhé. Đấy, có rất là nhiều các cần để anh em chỉnh, anh em có thể thấy đây. Mỗi một kênh thì nó lên tới 31 cần equalizer, đúng không ạ? Tổng cộng nó lên tới là hai kênh này cộng vào là 62 cần, và các cần này độ nhạy nó rất là khít. Đó, độ nhạy nó rất là khít, anh em chỉ cần tinh chỉnh, chỉ cần chúng ta tăng lên một chút thôi là nó đã có hiệu ứng ngay rồi. Ví dụ chúng ta tăng giải bát lên một chỉ cần 2-3 cần thôi là nó đã có hiệu ứng của giải bát rồi. Giải check cũng vậy. Đó, thì đây là mẫu này rất là tốt. Đó, tiếp đến này. Đó, đây là ga nhé, anh em nhé, ga to nhỏ input đầu vào đây. Ok chưa? Đó. EQ bypass, lọc cắt răng gơ đầy đủ. Bypass là cắt đi cái gì đấy. Cái nút bypass này thì là không sử dụng đấy. Khi chúng ta nhấn vào thì sẽ không sử dụng qua lọc xì, nhả ra thì sẽ là sử dụng qua lọc xì, nghe rất là hay đấy. Cái nút này luôn luôn anh em phải nhả ra đấy. Phần nào cắt là cắt đi đấy. Cắt đi âm trầm, ví dụ như loa chúng ta nó nhiều giải bát quá, nó nhiều âm bát quá ấy, thì anh em sẽ nhả ra nhé. Đó, nhả ra đấy. Còn đâu nếu mà như loa nhà chúng ta mà nó ít giải bát, anh em muốn tăng cái giải bát lên thì anh em lưu ý cái nút răng gơ này, em sẽ nhấn vào để cho nó tăng cái giải bát chúng ta lên, đúng không ạ? Ok, thì bây giờ em sẽ cho lên kết nối. Đó. Ở đây em sẽ kết nối với cục đẩy 8004XS. Ok chưa? Sẽ cắm điện nguồn vào nhé, cắm các dây tín hiệu vào. Ok chưa? Đó. Khi cắm vào thì có tín hiệu luôn này. Giờ sẽ mở nhạc lên để cho anh em cùng nghe. Anh em thấy không? Ở đây thì như chúng ta thấy đây, tất cả các cần này gạt hết xuống này, mở cho nên nó rất là nhỏ, kể cả là cái đầu ga input đầu vào cũng thế. Và em sẽ lấy nhạc từ lấy nhạc từ điện thoại thôi, không qua một thiết bị xử lý âm thanh nào hết. Và mời em cùng lắng nghe chất âm của con ọc xì 231 đăng lên này. Đó. Tất cả cần này thì nó đang để ở dưới cùng anh em nhé, có nghĩa là phần mo đấy chưa sử dụng gì đến. Giờ em sẽ tăng lên này, đây là tăng ga đây nhá. Ok chưa? Đó, tăng ga đầu vào là input này, đấy là cái to nhỏ anh em nhé. Bây giờ
đây là cho to nhỏ này, anh em lưu ý nhá. Ok chưa? Giờ sẽ tăng các cần này lên vị trí giữa thôi. Đó, lên vị trí giữa anh em nhá. Ok chưa? Đó. Khác chưa? Anh em nghe khác chưa? Đó, mới để vị trí giữa này. Khác chưa? Ok chưa? Ok chưa? Đó. Đây là để vị trí cân bằng. Đó. Đây là để vị trí cân bằng anh em nhé. Thì bây giờ em sẽ tăng giải bát giải check đi. Tăng giải bát giải check thì ví dụ như là loa chúng ta mà nó nhiều giải bát quá hoặc là ít giải bát thì em có thể tăng lên. Ok chưa? Tăng giải bát lên nhá. Thì tăng 3 cần lên này. Anh em lưu ý nhá. Anh em tăng cần trên như thế nào anh em phải tăng cần dưới như thế thì nó mới ra loa trái loa phải nó cân được, đúng không ạ? Sẽ tăng check lên này. Anh em nghe khác chưa? Khác rõ rệt luôn ạ. Tăng hết lên này. Đó. Đó, khi nhấn vào anh em nhá, bài bát là nhấn vào này, là không sử dụng qua lọc gì, thì nghe chất âm của nó rất là chán đúng không ạ? Nhả ra này. Đó, khác biệt chưa? Nhấn vào này, nghe rất là tối đúng không ạ? Nhả ra này. Chúng ta chỉ cần nhìn cái đèn tín hiệu này chúng ta đã biết rồi, độ nhạy rất là cao đúng không ạ? Nghe nó tận tín đúng không ạ? Nghe nó không ra cái gì. Ok chưa? Và có một cái điểm lưu ý nữa. Thì anh em lưu ý nhá. Cái đèn tín hiệu này không được vượt quá cộng 10 dB anh em nhé. Nếu mà cộng 10 dB thì là nó do ra một chất âm nó nghe không hay, tiếng nó bị vỡ anh em. Tiếng nó bị vỡ. Ok chưa? Đó. Anh em nghe khác biệt chưa? Rất là hay đúng không? Rồi em sẽ gạt xuống nhá. Giảm bass đi này, nghe khác biệt chưa? Giảm check đi này. Đó. Nghe chán nữa đúng không? Tăng lên này. Anh em phải thấy không? Anh em thấy các cần này nó độ nhạy rất cao. Đó. Quá tuyệt vời đúng không? Lao cắt là cắt đi âm trầm này. Cái này lúc này thường nhả ra này. Tăng cơ là tăng âm trầm. Nhấn vào rồi. Đó, nghe khác biệt hoàn toàn. Rồi ok. Thì em vừa rồi cũng test xong con lọc xì 231 này. Giờ em sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh. Thì anh em nào mà có nhu cầu muốn mua đấy, muốn mua cái sản phẩm lọc xì này thì em cứ liên hệ trực tiếp với bên em thôi. Với con mẫu lọc này thì chúng ta mà kết nối ví dụ như là từ vang xuống lọc, từ lọc xuống đẩy thì anh em có thể chỉnh được cả phần bát check của cổng mic anh em nhé, hoặc là anh em thể cắt hú rít ngay trên con lọc xì này. Ví dụ như là bộ dàn nhà ta hát mà bị hú rít đúng không ạ, thì anh em sẽ cắt cái giải 4K đi, 5K, 6,3K đi, cắt xuống một chút, còn tầm 3 dB đây, cắt xuống tầm 3 dB đây là ok. Là chúng ta có thể chống hú rít tuyệt đối rồi. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.